Mỗi người sinh ra đều có phước mệnh tài riêng và vốn mệnh tài này tăng hay giảm phụ thuộc vào gốc vốn phước của bạn dày hay mỏng, tùy theo từng thời điểm. Và các bạn nên nhớ rằng không có vị Phật, vị thần nào có thể can thiệp vào nhân quả và phước đức của mỗi người. Và việc chúng ta xin lộc khi vận khí bản thân chúng ta rơi vào những năm chủng, bản chất là chúng ta đang ứng trước vay mượn trước phước của tương lai. Ví dụ đáng lẽ 2 năm sau chúng ta mới nhận được phần tài lộc đấy, nhưng do bây giờ chúng ta ứng trước thì chúng ta chỉ còn nhận được 1/10 cái phần đáng lẽ chúng ta nhận được. Phần chênh lệch này chính là lãi tâm linh phải trả. Tiếp đến là phước đã ứng trước đã hết, bản thân không biết vun bồi lên, không biết tu tập sửa mình, chỉ sa đà vào việc cầu cúng xin lộc mê tín, thì đến thời điểm không còn gì để vay mượn ứng trước nữa thì lúc đấy cuộc đời hoàn toàn rơi vào bế tắc. Cách tốt nhất là quay về thờ cúng tổ tiên, gia tiên nhà mình, xin gia tiên khai mở trí tuệ che chở cho mình trên con đường tu tập. Và nếu các bạn đang thờ thần tài thổ địa thì xin các ngài gia hộ, hộ pháp về tài bảo, đó là những vị gần gũi với chúng ta nhất. Bên cạnh đấy phải thay đổi gốc khí năng lượng của bản thân, tập trung vào công việc hiện tại, vun bồi gốc phước khí và biết gieo nhân về tài bảo hiện tại, thì chắc chắn là cái dòng tài bảo của các bạn sẽ được thuận lợi hành thông, mà các bạn không cần phải đi xin hay đi bất kỳ làm một cái khóa lễ hay đi vay lộc, xin lộc mượn lộc ở bất kỳ đâu nữa.